Giờ chào các bạn, mình là Gosim, nên mình sẽ review bộ bài có tên là Chelsea Water. Đây là bộ bài thứ hai được người Việt Nam, được một người bạn. Đây là Chelsea Water, bộ bài của Terry Eleven sản xuất nhằm mục đích từ thiện là cho cung cấp nước cho vùng châu Phi. Đây là logo của đây không phải logo mà đi cái dòng chữ Terry Eleven. Đây là xung quanh hộp của nó, tem của nó. Charity Water, Charity Water. Đấy. Cái box thì là bằng giấy giống như Monad. Ở trong cũng là màu màu đen luôn. Để xem rõ nha. Rồi. Tặng kèm theo 4 lá. Thứ nhất là lá này. Đằng sau có hình người phụ nữ. Lá thứ hai. Everything you can do to help. Cái này. Lá thứ ba. Playground for clean water. Lá thứ tư. Đây là bộ bài. Nhìn chung thì bộ bài này tốt hơn là Goshi tưởng tượng. Nó khá là dày và mượt. Fan rất là đều tay. Đây là con ếch của nó. Có rất là nhiều hình ở trong đây. Hình châu Phi, là hình nước, rồi hình những cái đứa trẻ khinh thùng nước. Nhìn rất là hay và thú vị. Mặt bát của nó thì có những cái viền đen đất nệt khá là hay. Nhìn nó có cảm giác như là cái viền nó sẽ rộng hơn một chút. Cái thùng nước được xếp xiên 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 thế này. Màu của nó thì sậm hơn một chút. Cái con tay của nó cũng vậy. Thiết kế giống cơ bản nhưng mà khác ở cái màu. Giấy khá là dày. Spring thì nghe tiếng âm. Spread mượt. À, xong. Phần review của Goshi đến nay xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bộ bài khác.